Một nghiên cứu mới cho thấy những người lây lan virus SARS-CoV-2 nhiều nhất ở Mỹ là người lớn từ 20 đến 49 tuổi. Theo các chuyên gia, dù đây không phải là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, nhưng họ nên được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm để tránh lây lan. Trẻ em và người lớn tuổi ít là virus lây lan. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Imperial ở London, Anh đã sử dụng dữ liệu vị trí trên điện thoại di động của hơn 10 triệu người và thông tin công khai về sự lây lan của virus để tính toán nhóm tuổi nào chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự lây lan của COVID-19 trên hầu hết nước Mỹ. Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Science ngày 2 tháng 2. Theo đó, các nhà nghiên cứu cho biết trẻ em và người lớn tuổi chiếm tỷ lệ lây lan COVID-19 rất ít. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy các đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Mỹ vào năm 2020 là do người lớn ở độ tuổi 20-49 và đặc biệt là người lớn ở độ tuổi 35-49. Nó xảy ra trước và sau khi trường học mở lại. Các nhà khoa học viết, không giống như đại dịch cúm, người lớn chiếm khoảng 72,2% ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi trường học mở cửa trở lại vào tháng 10-2020 ở các địa điểm ở Mỹ. Trong khi chỉ có chưa đến 5% nguồn lây bắt nguồn từ trẻ em từ 0 đến 9 tuổi và dưới 10% từ thanh thiếu niên 10 đến 19 tuổi. Tiến sĩ Oliver Redman, nhóm ứng cứu COVID-19 của Đại học Imperial College London và các đồng nghiệp kết luận, có thể những người trưởng thành từ 35 đến 49 tuổi là nhân tố lớn nhất dẫn đến đại dịch. Nghiên cứu này chỉ ra rằng ở những địa điểm chưa hình thành các dòng virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao mới, các can thiệp bổ sung với người trưởng thành trong độ tuổi 20 đến 49, chẳng hạn như tiêm chủng hàng loạt bằng vaccine ngăn chặn sự lây lan, có thể góp phần kiểm soát bùng phát dịch COVID và ngăn chặn các ca tử vong. Họ nói thêm, họ ước tính rằng đến giữa tháng 8-2020, những người từ 35 đến 49 tuổi chiếm 41% trong số các ca lây nhiễm mới và người lớn từ 20 đến 34 tuổi chịu trách nhiệm cho 35% ca nhiễm khác. Trẻ em và thanh thiếu niên chỉ chiếm 6% mức độ lây lan, còn những người từ 50 đến 64 tuổi chiếm 15%. Nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus. Các nhà nghiên cứu cho rằng những nỗ lực để kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 bao gồm cả việc tiêm phòng có lẽ nên tập trung vào những người từ 20 đến 49 tuổi, nhưng vẫn chưa có đủ vaccine để chủng ngừa cho tất cả mọi người và chính phủ liên bang Mỹ đang làm việc với chính phủ tiểu bang và địa phương để cố gắng tiêm chủng cho người dân theo mức độ ưu tiên công bằng và hợp lý. Theo hướng dẫn hiện tại, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã ưu tiên hàng đầu được tiêm vaccine vào các nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi ốm yếu ở cơ sở chăm sóc dài hạn. Nhà Trắng dưới thời cả hai Tổng thống Trump và Biden đã đề xuất các bang mở cửa tiêm chủng cho bất kỳ ai trên 65 tuổi vì nhóm tuổi này được coi là dễ bị tử vong nhất và mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của Mỹ cho biết, trong khi người cao tuổi có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng hơn, các chuyên gia nghi ngờ rằng những người trẻ tuổi đang làm lây lan virus ở Mỹ. Tiến sĩ Fauci không bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ nên bảo đảm những người từ 20 đến 49 tuổi được tiêm chủng, nhưng vẫn lưu ý nên tiêm chủng cho người lớn tuổi, đặc biệt là những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Tiến sĩ Fauci nói, không nên lấy những liều vaccine dành cho người già để tiêm cho người trẻ hơn, bởi vì họ là những người sắp phải nằm viện và có tỷ lệ tử vong cao hơn. Chúng tôi không muốn bỏ mặc họ. Giáo sư tiến sĩ y khoa Jonathan Rayner, Đại học George Washington và nhà phân tích y tế của CNN cho biết, mặc dù việc tiêm phòng cho người lớn tuổi là rất quan trọng, nhưng những người trẻ tuổi không nhất thiết phải là đối tượng được tiêm cuối cùng. Bây giờ chúng ta có thể dành một phần lớn vaccine cho người lớn tuổi ở Mỹ, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải bắt đầu tiêm vaccine cho những người trẻ hơn, vì họ là những người đang làm virus lây lan. Giáo sư Rayner nói thêm, các vaccine ngừa COVID-19 của Moderna và Pfizer hiện có ở Mỹ và có khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng, mặc dù vẫn chưa rõ liệu chúng có ngăn ngừa sự lây lan của virus hay không. Giáo sư Rayner nói, cuối cùng mọi người đều phải tiêm phòng và nếu tiêm phòng cho người lớn tuổi, bạn sẽ cứu được mạng sống của họ vì họ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Còn nếu bạn tiêm phòng cho người trẻ hơn, bạn cũng sẽ cứu được mạng sống của nhiều người vì họ đang lây lan virus.